cặp đôi tham ăn. Vào đời nhà Trần ở châu Ái, có một chàng trẻ tuổi tên là Từ Thức. Chàng vốn con nhà quan, năm 20 tuổi nhờ học giỏi thi đỗ cao, chàng được bổ một chân tri huyện ở huyện vùng Bắc. Thưa quan, còn có một chút quà mọn xin biếu quan. Vụ kiện lần này to gan. Ngươi nghĩ ta là một tên tham quan hay sao mà lại dám mang quà cáp biếu sáng vào đây? Còn không mau mang những thứ này ra khỏi đây. Vụ kiện lần này ta sẽ xử đúng người đúng tội. Xin quan bớt giận. Đám nhà giàu trong huyện này biết quan công tư phân minh như vậy, sau lần này họ sẽ không bao giờ còn dám làm vậy nữa đâu ạ. Thật là làm hỏng hết nhã hứng đọc sách của ta. Ta ra ngoài một chút, các ngươi không cần đi theo. Dạ, nhưng quan muốn đi đâu vậy ạ? Hôm trước mới đến đây, ta thấy ở ngay phía trước làng có một ngôi miếu nhỏ. Ta ra đó phản cảnh một lát rồi về. Các ngươi không cần lo lắng đâu. Vâng, thưa quan. Dạ, đẹp quá. Cả năm mới có dịp hoa nở rộ như thế này một lần. Đúng là một khoảnh khắc hiếm thấy. Trời ơi, những bông hoa rực rỡ và đầy sức sống. Này cô kia, sao cô dám hái hoa của miếu hả? Mau nộp tiền phạt nhanh lên. Tôi không biết là ở đây không được hái hoa. Tiền phạt ư? Tôi đi xem hội, không mang theo đồng tiền nào hết. Đây là quy định rồi, không có trường hợp ngoại lệ. Nếu cô không có tiền, vậy thì tôi sẽ giữ cô ở đây. Cô nhờ người về bảo người thân mang tiền đến nộp phạt đi. Không, không, anh làm gì vậy? Buông tôi ra đi. Này, anh có việc gì thì bình tĩnh nói. Tại sao lại lôi kéo với một cô gái yếu ớt như vậy chứ? Này, không phải việc của mình thì đừng có bà lôi thôi. Có giỏi thì mang một quan tiền ra nộp tiền chuộc cho cô ta đi. Khi ấy, Từ Thức lại không có bất cứ tùy tùng nào theo cùng. Trong người cũng chẳng có lấy một đồng bạc. Sao? Không có tiền nộp phạt giúp chứ gì? Vậy thì tránh ra ngay. Đây là chiếc áo gấm rất quý, người mang đi bán có thể được nhiều tiền hơn chỗ tiền phải nộp phạt đấy. Đúng là một thứ có giá trị. Thôi được rồi, ta sẽ nhân nhượng mà tha cho cô ta. Cảm ơn chàng đã giải cứu cho thiếp. Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Mà nhà nàng ở đâu vậy? Ta nghe giọng nàng hình như không phải người ở vùng này. Chẳng giấu gì chàng, quê thiếp ở tận trong châu Ái, huyện Tống Sơn. Thật vậy sao? Không ngờ ta và nàng lại là người cùng quê. Biết cô gái là người cùng quê, Từ Thức càng thêm niềm nở. Hai người men theo lối cổng miếu, vừa đi vừa ngỏ ít lời tâm sự. Trước khi từ giã, nàng còn không quên mời chàng đến chơi nhà nếu có dịp về thăm quê. Ngươi là một kẻ gan ngược nhất trong cái chốn làm quan này. Có phúc mà không biết hưởng, của tiền dân tận mặt mà không biết nhận. Giờ thì hay rồi, ngươi không dùng roi vọt trị dân thì ắt hẳn là thế chậm. Giờ thì ngươi biết đường rồi nha. Thưa quan trên, thần thương dân như con, không ưa trị dân bằng đòn roi. Mọi chuyện có thế nào thần xin chịu. Khá khen cho khẩu khí của nhà ngươi. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không dùng roi vọt trị dân thì cái chức quan của ngươi sớm muộn gì cũng mất thôi. Vậy này chức quyền xin gửi lại, thần ngao du bốn phương cho thỏa ước muốn bấy lâu. Ngươi dám? Phải rồi, hình như nhà cô gái ấy cũng ở gần nơi này. Tiện đây ta sẽ ghé thăm nàng xem sao. Sau khi dông buồm ra khơi, Từ Thức đã tới một hòn đảo rất đẹp. Đang mê mải nhìn, chàng bỗng thấy ở sườn núi đá gần đó có một cửa hang khá rộng. Bèn vinh cây rẽ cỏ tìm đến tận nơi. Dạ, không biết nơi này là cõi phàm hay cõi tiên nữa. Tuyệt vời quá. Đây là hang động thứ 6 trong 36 hang động ở cõi tiên. Từ lâu ta đã cai quản thế giới này, may mắn hôm nay lại được đón người trẻ tuổi chí tình. Cảnh trí ở đây có khiến người ưa thích không? Thưa bà, đúng là cảnh vật chốn tiên, mọi thứ đều đẹp mê lòng người ạ. Nhưng có một điều còn khiến người ưa thích hơn nữa đấy. Nàng chính là... Đúng vậy, thiếp chính là cô gái hái mẫu đơn năm xưa. Một lần nữa xin đa tạ chàng. Nếu hôm đó không có chàng giải cứu thiếp, thiếp đã chẳng thể trở về cõi tiên khi trời đang dần tối. Em nó tên là Giáng Hương,
Ngày trước đi xem hội mẫu đơn, không may gặp rủi ro. Nhờ có chàng tận tình cứu giúp, âu đó cũng là duyên trời. Em nó thầm thương trộm nhớ chàng bấy lâu. Chàng đã có lòng cất công đi tìm, chắc hẳn cũng đã cảm được tấm chân tình. Nay đến gặp nhau, hãy mở tiệc hoa để phỉ lòng khao khát. Từ Thức thấy không gì đẹp lòng hơn thế nữa. Lập tức đêm hôm ấy, trong bữa tiệc tưng bừng có quần tiên hội tụ, hai người chính thức làm lễ giao bôi. Khách tiên từ các động vui vẻ cạn chén chào mừng chàng rể mới đến nhập tịch làng tiên và chúc tụng cuộc tình duyên tốt đẹp của hai người. Một thời gian sau, xa cha mẹ đã lâu, ta thấy nhớ họ quá. Ta muốn về quê thăm một chuyến có được chăng? Về thăm quê ư? Chàng ơi, chàng cũng biết cõi phàm và cõi tiên tách biệt. Luật lệ của cõi tiên lại hà khắc vô cùng. Một khi chúng ta nên duyên vợ chồng, đã ở cõi này thì sẽ không được phép trở về cõi phàm nữa. Ta chỉ về thăm cõi phàm một lần cuối cùng thôi, rồi ta sẽ ở với nàng mãi mãi về sau. Chàng hãy từ bỏ ý định trở về cõi tục đi. Cõi tục và cõi tiên là hai con đường cách biệt. Phạm phải điều cấm, mọi sự sẽ rất khó lường. Nếu như chàng cứ nhất nhất như vậy, thì thím không biết điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra đâu. Nhưng ta thực sự rất nhớ họ. Nàng cũng biết là ai cũng có quê hương nguồn cội của mình cơ mà. Dù ta đã ở cõi tiên, nhưng không thể nào quên nơi mình sinh ra và lớn lên được. Chàng đã quyết định như vậy, thiệp có nói thêm điều gì cũng chỉ là vô nghĩa. Xe mây ở ngoài cửa đó, chàng có thể trở về bất cứ khi nào chàng muốn. Cảm ơn nàng, ta sẽ sớm trở về thôi. Vậy là Từ Thức bất chấp tất cả để về thăm quê hương. Chỉ trong chớp mắt, chàng đã thấy lại quê cũ. Mới 3 năm mà nhà cửa vườn tược làm sao đã khác đến vậy chứ. Dân làng cũng chẳng có một người nào quen mặt. Không biết cha mẹ và em gái mình giờ đang ở đâu. Thưa cụ làm ơn cho cháu hỏi, nhà của ông Từ Thức trước đây làm quan giờ ở chỗ nào ạ? Từ lúc còn nhỏ, tôi có nghe truyền lại rằng các cụ tổ năm đời nhà tôi có một cụ cũng tên họ là Từ Thức, trước làm quan huyện rồi treo ấn từ về. Một hôm đi chơi xa vào hang núi mất tích, từ đây đến nay vậy mà đã gần 300 năm. Trời ơi, vậy mà đã 300 năm rồi hay sao? Mình ở mãi cõi tiên, chẳng biết thời gian ở trần gian lại trôi nhanh đến thế này. Vậy là giờ ta đã chẳng còn người thân thích nào ở nơi này. Ngay cả cơ hội gặp cha mẹ và em gái lần cuối cùng cũng chẳng được nữa rồi. Có chuyện gì vậy nhỉ? Ông ấy là ai thế? Trời ơi, xe mây đâu rồi? Xe mây, vừa rồi mới còn ở đây cơ mà. Khi chàng nhận được lá thư này, cũng là khi chúng ta hai người hai nơi, chia lìa đôi ngã. Thiếp biết, chàng dù đi đâu, về đâu, vẫn một lòng thương nhớ quê hương. Nhưng cõi trần và cõi tiên vốn không cùng những luật lệ, và chúng ta phải chịu sự chia ly này. Thiếp biết, dù thiếp có nói gì, cũng không cản được bước chân của chàng. Nên đành chịu theo ý chàng, dù biết trước hậu quả khi phạm vào luật cấm. Tạm biệt chàng. Không, Giản Hương, ta, vậy là nàng cũng bỏ ta mà đi, giờ ta biết phải đi đâu, về đâu đây? Kể từ khi mất đi tất cả, Từ Thức cứ đi mãi, về sau không biết là đi đâu. Từ đấy, người ta gọi hang núi ở chỗ Từ Thức và Giáng Hương nên vợ nên chồng là Động Từ Thức. Vai diễn không quan trọng. Trời ơi, bao nhiêu toan tính, bao nhiêu kế hoạch đã lập ra, cuối cùng ta lại trắng tay như thế này sao? Trời ơi là trời! Hoan hô! Hay lắm, Mỹ Lệ Có Khác, diễn xuất thật tuyệt vời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vở kịch Cô Gái Mồ Côi do Mỹ Lệ thủ vai chính đã kết thúc hội diễn văn nghệ của trường sân khấu nghệ thuật ngày hôm nay. Mời vào.
Em chào thầy. Thầy cho gọi em ạ? Đúng vậy. Thầy giới thiệu với em, đây là đạo diễn trẻ Trần Hùng. Còn đây, giới thiệu với anh, Mỹ Lệ, sinh viên năm cuối của trường, cũng là diễn viên tiềm năng nhất của trường hiện nay. Dạ, vâng, chào anh. Chào em. Anh Trần Hùng đây, có nhờ thầy giới thiệu một vài diễn viên cho bộ phim điện ảnh sắp bấm máy của anh ấy. Nhưng qua vở kịch vừa rồi, thì Trần Hùng đã chấm luôn em làm nhân vật nữ chính rồi. Em thấy sao? Vậy à? Ừ, đúng vậy. Tôi rất ấn tượng với lối diễn xuất đầy cảm xúc mà lại rất tự nhiên của em. Tôi cảm tưởng vai diễn trong phim của tôi như sinh ra dành cho em vậy. Anh quá khen. Vai diễn ấy như thế nào ạ? Đó là một thiếu nữ nông thôn có cuộc sống nhiều khó khăn, biến động và có một nội tâm phức tạp. Đây là kịch bản, em xem đi. Dạ, em xin. Nhưng mà dù sao lời đề nghị đến với em cũng hơi đường đột. Anh có thể cho em thời gian xem xét kỹ kịch bản được không ạ? Em cứ suy nghĩ kỹ. Anh rất mong chúng ta sẽ hợp tác trong bộ phim này. Dạ. Lệ ơi, Lan đến chơi nè con. Dạ, mẹ kêu Lan vào phòng con luôn đi. Nghe nói hôm nay cậu được mời đi đóng phim phải không? Cậu sẽ tham gia chứ? Có lẽ là không. Hả? Sao lại không? Cậu có biết cơ hội được đóng phim cho sinh viên như chúng mình hiếm thế nào hay không? Thế phim này có gì không tốt hả? Cũng không hẳn, kịch bản cũng được, nhưng lại quay ở nông thôn. Kiểu gì mình cũng phải hóa trang rất quê mùa, xấu xí. Rồi đi lại, sinh hoạt cũng vất vả. Hơn nữa, đạo diễn lại... Đạo diễn có gì không ổn à? Ừ, quá non trẻ. Cậu đã nghe cái tên Trần Hùng bao giờ chưa? Đó, có ai biết là ai đâu. Một đạo diễn vô danh như vậy, thì làm sao phim ấy có hy vọng gây được tiếng vang nào cơ chứ? Mà cậu từ chối phim này thì định sẽ làm gì? À, tớ mới nghe rằng bộ phim Tiểu Thư Đài Cát của đạo diễn rất nổi tiếng Vũ An sắp bấm máy. Được xuất hiện ở trong phim của Vũ An thì cứ như là một bước thành sao luôn. Tớ đang chuẩn bị casting phim ấy đó. Thế à, chúc cậu may mắn nha. Ừ, tớ sẽ cố gắng. Lan ơi, Lan. Nhìn nè, tớ trúng vai nữ chính rồi. Phim của Vũ An đó. Tuyệt quá, chúc mừng cậu. Đúng như ước nguyện nhé. Ừ, cuối cùng cũng kiếm được một vai diễn đáng giá. Ủa, mà cậu đang cầm cái gì thế kia? Tớ cũng vừa nhận được một vai diễn. Cậu cũng được mời đóng phim rồi à? Tuyệt quá. Vai diễn thế nào? Là vai cô gái nông thôn của đạo diễn Trần Hùng. Ra vậy. Được chọn vào vai chính là cậu cũng giỏi lắm rồi. Cố lên. Ừ. Thật là tệ quá. Phim của mình đã khởi chiếu cả tuần nay. Tìm kiếm theo từ khóa tên phim cũng chẳng có mấy thông tin. Thật không ngờ phim được kỳ vọng như vậy mà lại trở thành bom xịt. Alo. Alo, Lệ à. Hôm qua phim Thôn Nữ của Lan khởi chiếu, cậu có đi xem không? Mình bận lắm. Thế có gì không? Đừng có bảo mình phải đến động viên Lan nha. Phim của mình đóng cũng đang thất bại thê thảm đi. Không, ngược lại kia. Chỉ trong một ngày khởi chiếu mà phim đã đạt kỷ lục phòng vé đó. Các nhà phê bình đã đồng loạt vào cuộc. Họ đánh giá bộ phim rất cao, đặc biệt là diễn xuất của nữ diễn viên chính. Sau phim này thì Lan vụt thành diễn viên hạng A là cái chắc. Lệ à, Lệ, sao thế? Có nghe tớ nói không đấy? Kỷ lục phòng vé, diễn viên hạng A, phim Thôn Nữ. Trời ơi, bộ phim mình đã bỏ qua, vai diễn không quan trọng. Trời ơi, sao lại như thế này? Người họa sĩ của cuộc đời. Cậu làm ăn cái kiểu gì thế này? Tôi thật thất vọng vì cậu. Dạ, em xin lỗi ạ. Hợp đồng lần này mà hỏng thì cậu cứ chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa. Thank you.
Em đang ở đâu vậy? Anh gặp em một chút được không? Anh buồn quá. Em đang đi cùng cái hoa, tối gặp sau anh nhé. Hương, Hương, không thể nào, không thể nào. Gì thế này? Rõ ràng cô ấy bảo đang đi cùng cái hoa mà. Sao lại... Sao những chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Chào bác, cháu có thể đứng đây xem bác vẽ được không? Ồ, cháu cứ tự nhiên. Tranh bác vẽ đẹp quá, rất yên ả và thanh bình, giống như làng quê này. Ừ, đúng vậy, vì thế bác thường hay ra đây vẽ. Còn cháu, cháu có hay đến đây không? Mỗi khi cảm thấy áp lực hay buồn bã, cháu thường đến đây. Ở đây, cháu tìm thấy được bình yên và lần này cũng vậy. Cháu đang gặp khó khăn gì à? Cháu thấy mệt mỏi quá, đôi khi cháu thấy cuộc sống này thật bất công. Bỗng nhiên một ngày, mọi thứ dường như đều đang chống lại cháu. Những điều tồi tệ luôn xảy ra với cháu. Cháu cảm thấy cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì cả. Trong các màu sắc, cháu thấy thích màu nào nhất, hai chàng trai? Cháu thích nhất màu đỏ, vì nó tượng trưng cho sự tốt đẹp, may mắn. Thế còn màu sắc cháu không thích nhất? Tất nhiên là màu đen rồi, màu của sự đen tối và u ám. Ồ, hầu hết mọi người đều thấy vậy đấy. Đúng là nó rất u ám và xấu xí, đúng không? Đúng rồi đó ạ. Thế cháu thấy bức tranh này thì sao? Đó đâu thể gọi là bức tranh được ạ. Chỉ là một mảng màu đỏ, chẳng có gì gọi là tranh, cũng không có gì là đẹp cả. Ừ, cháu nói đúng, cháu có thấy không? Mặc dù đó là màu đỏ cháu rất thích, nhưng một bức tranh chỉ có duy nhất một màu đỏ thì trông lại rất nhàm chán và đơn điệu, không thể nào gọi là bức tranh được. Thế nhưng tất cả những màu sắc đơn lẻ nhàm chán đó khi kết hợp lại, ta lại có một bức tranh rất đẹp. Nó có cả màu đỏ cháu thích, màu đen cháu ghét, có cả màu xanh, màu vàng, màu nâu, là những màu cháu không nghĩ đến. Dạ, bác nói đúng. Cuộc sống cũng vậy, mỗi sự việc xảy đến đều có nguyên do của nó. Mỗi một màu sắc tượng trưng những điều xảy ra trong cuộc sống. Phải có những lúc khó khăn, có những cảm xúc khổ đau, ta mới biết quý trọng những niềm vui sau đó. Chẳng có cuộc sống nào trọn vẹn nếu thiếu đi những cung bậc cảm xúc ấy đâu. Bởi vậy người ta mới nói, cuộc sống muôn màu. Đúng là cuộc sống muôn màu, đẹp tuyệt bác ạ. Ừ, mỗi chúng ta đều là một người họa sĩ của cuộc đời mình đó cháu à. Hãy khéo léo, kết hợp và cân bằng các màu sắc. Ra là thế, mỗi một sự vật đều có ý nghĩa của nó phải không bác? Việc ta cần làm là phải suy nghĩ tích cực và cố gắng hơn. Cảm ơn bác đã chỉ cho cháu một điều rất ý nghĩa. Ừ, khá lắm chàng trai. Nữ luật sư và tên tội phạm. Dạ thưa sếp, có luật sư Simon đến. Chào trung úy Brent. Chào cô Simon, rất vui được gặp cô, mời cô ngồi. Rất cảm ơn cô đã nhận lời đến đây. Được biết cô là một luật sư giỏi, vì vậy chúng tôi mời cô đến đây giúp đỡ chúng tôi về trường hợp một phạm nhân đặc biệt nguy hiểm. Vâng, tôi đã nghe qua tình hình rồi, tôi cũng rất lấy làm tò mò về phạm nhân đó. Đúng vậy, chúng tôi đang rất đau đầu vì anh ta đây. Anh ta là phạm nhân cứng đầu nhất xưa nay chúng tôi từng gặp. Cô biết không, chúng tôi đã dùng hết biện pháp nghiệp vụ cũng như mời nhiều luật sư đến, nhưng anh ta vẫn bất hợp tác, nhất định không hé răng nửa lời. Có thể anh ta gặp vấn đề về thanh quản chăng? Không hề có chuyện đó.
Chúng tôi đã cho kiểm tra, khám dây thanh quản của anh ta. Kết luận là rất bình thường, mà không hề có bất cứ tổn thương nào. Hơn nữa, những nhân chứng đều cho biết anh ta vẫn nói chuyện bình thường. Có thể anh ta không thích nói. Các anh đã thử giao tiếp anh ta bằng cách viết ra giấy chưa? Chúng tôi cũng đã thử rồi, và anh ta vẫn chẳng mãi mai tương tác lại. Thật sự, tôi chưa gặp qua trường hợp nào như vậy. Hãy để tôi thử tiếp cận anh ta xem sao. Vâng, cảm ơn cô. Chúng ta đi luôn bây giờ chứ? Vâng. Phạm nhân Johnson Thomas, mời anh ra ngoài làm việc với luật sư. Đây là luật sư Simon, cô ấy sẽ bào chữa cho anh. Chúng tôi khuyên anh hãy hợp tác với cô ấy, sẽ có lợi cho anh đấy. Chào anh, Johnson. Tên anh giống như tên của một người anh họ thân thiết của tôi ngày trước vậy. Johnson này, tôi biết với những luật sư trước, anh không hề nói chuyện với họ. Nhưng hôm nay tôi đến đây, tôi hy vọng anh hãy xem tôi như một người bạn. Tôi biết anh làm việc cho tổ chức áo đen đó. Có phải điều gì đó ép anh đúng không? Có thể kể cho tôi nghe cuộc sống của anh trước khi anh vào tổ chức đó. Cuộc sống của anh thế nào? Có vui hay là không? Luật sư vào đó đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Không biết anh ta có chịu nói gì không? Anh Johnson, tôi không biết những điều gì đã xảy ra với anh. Nhưng tôi cảm nhận rằng đã có nhiều điều không vui đã xảy ra với anh trước đây. Tôi rất muốn cảm thông cho anh Johnson à. Thật đấy. Điều này là từ thật lòng tôi. John, nói với tôi đi. Tôi rất muốn lắng nghe anh. Được rồi John, nếu như anh không thể chia sẻ cùng với tôi, vậy tôi không làm phiền anh thêm nữa. Anh hãy làm những gì khiến anh thanh thản. Hy vọng những điều tốt sẽ đến với anh. Khoảnh khắc đó như một phép màu. Cái chạm tay của nữ luật sư đã làm tan chảy cái bề ngoài sắt đá của tên tội phạm. Khi tiếng khóc nhỏ dần đi, anh ta bắt đầu nói chuyện. Đến lúc này, anh ta mới bắt đầu kể về tuổi thơ bất hạnh. Có lẽ cái nắm tay đó làm cho anh ta thấy có đủ an tâm để chia sẻ. Cái chạm tay của bạn có thể làm trọn vẹn một điều mà ngôn ngữ không làm được. Và đôi khi, nó có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người. Mì lu của bà. Được xuất diễn về nhà đó mình nha. Mà sao lâu thế nhỉ? Milu, không được. Milu, quay về. Đau mất rồi. Cái con Milu này chỉ được cái chạy đi chơi là nhanh. Thật là hư quá à. Bà về rồi. Bà ơi. Linh đó hả cháu? Hả? Cháu là Lan chứ. Chị Linh đi du học rồi mà bà. Lan à? Lan nào nhỉ? Ba, mẹ, thế này là thế nào? Con, bà còn mệt nên tạm thời chưa thể nhớ ra con. Thôi, phụ ba mẹ đưa đồ vào nhà đi con. Dạ. Mì lù đó à, đồ quý. Nhẹ thôi, không xô ngã bà bây giờ. Sao bà lại quên mình được nhỉ? Còn Milu thì... Bà ơi! Ồ,
cô bé hàng xóm sang chơi với chúng ta kìa, Milu. Cháu không phải, bà thật chẳng nhớ cháu nữa rồi. Tránh ra, Milu xấu xa, tao ghét mày. Kìa con, có chuyện gì vậy? Sao lại giận dỗi quát Milu thế? Bà quên con thật rồi mẹ ơi. Ừ, ngoan nào con gái. Do bệnh đản trí nên có thể là bà sẽ quên rất nhiều thứ. Đừng trách bà mà phải tội con à. Nhưng bà vẫn nhớ Milu đó thôi. Chắc bà quý Milu hơn con. Không phải. Milu đáng ghét. Vì mày mà bà không nhớ tao nữa. Từ nay tao sẽ không chơi với mày nữa. Nghe chưa? Cầu trời cầu Phật cho bà không sao. Alo. Lan à, mẹ đây. Bà đã qua cơn nguy kịch rồi con. Thật may là có con và Milu phát hiện ra bà sớm. Bác sĩ bảo chỉ một chút nữa thôi thì... Thôi, con ngủ trước đi. Nhớ khóa cửa cẩn thận. Có gì ba mẹ về sau nha con. Vâng ạ, con chào mẹ. Ôi, Milu yêu quý, chị thật nhỏ nhen khi ganh tị với em. Nếu không có em thì không biết bà đã làm sao rồi. Cảm ơn Milu nhiều lắm. Nhờ Milu mà chị hiểu được rằng bà không nhớ ra chị cũng không sao. Chỉ cần bà vẫn khỏe mạnh với chúng ta và có Milu luôn bên cạnh bảo vệ bà là được. Milu yêu quý ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!